Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của cơ sở Ấp Bồ Đề Lập Thành. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con về cái quy trình mà cơ sở bên em chuyển cái con giống đến cho bà con. Thì đây là ấp bên em đã tuyển xong. Thì cái mẫu này là 1 kg 4.000 con nha bà con. Thì đây là nửa ký. Thì con ốc bên em sẽ tiến hành đóng hàng. Còn đây là bèo. Bèo cám thì như ở cái mấy cái tập trước em có giới thiệu á, cái thức ăn của con ốc á, thì bèo cám là cái thức ăn tốt nhất để cho con ốc nó phát triển, cũng như cho ăn bèo cám thì nó ít dơ nước nữa. Đây, bèo cám thì mình ăn rất là nhiều. Rồi, thì bây giờ bên em sẽ tiến hành đóng hàng nhân con. Bên em sẽ cho bèo cám vô trước, vô thùng trước. Thì cho vô khoảng gần đầy thùng luôn. Đây cái thùng shop này, cám thì bên em rất là nhiều, cho vô luôn, càng nhiều càng tốt. Cái bèo này thì bên em tặng thêm cho bà con thôi. Chung là nếu bà con nào mà tự tới lấy thì em sẽ vớt nhiều hơn đó, tại vì em vận chuyển thì em không có lấy nhiều được, thì em tặng khoảng từ 5-10 kg cho bà con thôi. Thì bèo thì đem về thì bà con cứ đưa ra một cái mùng, một cái ao nào đó để nuôi. Thì chúng ta để bèo càng nhiều thì càng tốt nha bà con. Thì bèo thì nó với góp phần giữ ẩm cho con ốc, cũng như giảm cái sốc trong cái quá trình vận chuyển chúng ta vận chuyển á. Thì sau khi lót một lớp bèo thì chúng ta sẽ để ốc lên cái mặt trên mặt bèo. Thì bên em sẽ ở đây còn một lớp con nè, mặt của họ luôn. Thì chúng ta gãi điều bạn, chúng ta gãi điều bạn. Thì con ốc bên em đưa giống của bà con thì bên em luôn có tự hào á. Tự hào ký thì bên em tự hào của con 100g, ở ký cũng 100g luôn. Chúng mình tự hào hết, tự hào hùng của bà con. Và bà con yên tâm nuôi thôi. Đây, như đây là tầm nửa ký nè, đây nửa ký, nửa ký nha bà con. Thì bên em nửa ký cho lên là bên em giao rồi. Bà con cứ đặt hàng thì bên em sẽ hẹn lịch giao thôi. Rồi thì sau khi chúng ta gãy ốc lên thì chúng ta sẽ tiếp tục gãy lên một lớp bèo nữa. Đây là một lớp bèo phía trên thì cũng là giảm sốc cho con ốc thôi. Thì trong quá trình vận chuyển xa sẽ gãi lên lớp bèo tiếp. Đây, ta sẽ gãi đều ra. Thì chúng ta không có cho nước vô nha bà con, thì nó giữ ẩm rồi, có cái bèo này nó cũng có dính nước cho nên nó giữ ẩm thôi. Và con ốc phải vận chuyển khô, chỉ có nước thì không có sống được đâu. Như vậy thì đóng thùng thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì nếu bà con có cảm thấy hay thì còn nhớ lên đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật được sớm nhất của các video mà bên em lên sóng ạ. Xin chào bà con.
Nhưng mà còn các video sau.